Sau đây là từ nam hay là con trai? Nán. Nán. Từ bạn trai nguyên văn là nam bạn. Nán phẩu hiểu. Âm Hán Việt là nam bằng hữu. Nán phẩu hiểu. Bạn trai. Nán phẩu hiểu. Nán phẩu hiểu. Bạn trai của tôi, nguyên văn là tôi, nam, bạn. 我男朋友. 我男朋友. Bạn trai của bạn. 你男朋友. 你男朋友. Bạn trai của bạn có khỏe không? 你男朋友好吗? 你男朋友好吗? Bạn trai tôi có khỏe không? 我男朋友好吗? 我男朋友好吗? Bạn trai bạn có bận không? 你男朋友忙吗? 你男朋友忙吗? Anh ấy rất bận. 他很忙. 他很忙. Bây giờ hãy nghe cách nói còn ai đó thì sao? Nơ. Nơ. Còn cậu thì sao? Nhỉ nơ. Còn tôi thì sao? Ủa nơ. Còn Lục Vũ Bình thì sao? Lùi Piếng nơ. Lùi Piếng nơ. Bố mẹ bạn thì sao? 你爸爸妈妈呢? 你爸爸妈妈呢? Bạn họ thì sao? 他们呢? 他们呢? Còn bạn trai bạn thì sao? 你男朋友呢? Bây giờ hãy thử nói. Còn bạn trai bạn thì sao? Anh ấy có khỏe không? Nhìn nán thớ nhiều nữa. Tha khó mà. Nhìn nán thớ nhiều nữa. Tha khó mà. Bây giờ hãy trả lời các câu hỏi sau đây theo nội dung của bài. Lưu Yu Ping hào ma? Lưu Yu Ping hào ma? Ta hẳn hào. Lin Na de ba ba ma ma hào ma? Trong đó, Lin Na de ba ba ma ma có nghĩa là bố mẹ của Lin Na. Lin Na de ba ba ma ma hào ma? Lin Na de ba ba ma ma hào ma? Lin Na de ba ba ma ma bu hao ma? Lin Na de ba ba ma ma bu hao ma? Bu, ta men dou hen hao. Bu, ta men dou hen hao. Lu Yu Ping mang ma? Lưu Yu Ping mang ma? Tha bù mang. Lin Na de nán phẩng yếu nơ? Tha mang ma? Trong đó, Lin Na de nán phẩng yếu là bạn trai của Lin Na.
Lin Na de nán peng yu ne? Ta mang ma? Lin Na de nán peng yu ne? Ta mang ma? Ta hen mang. Hãy nghe từ bạn gái. Nguyên văn là nữ bạn. Nữ bạn. Trong đó từ nữ là nữ. Nữ. Nữ bạn âm Hán Việt là nữ bằng hữu. Nữ bạn. Bạn gái tôi. Của nữ bạn. Của nữ bạn. Bạn gái của bạn có khỏe không? Ní nữ bạn yêu khảo mà? Ní nữ bạn yêu khảo mà? Bạn gái bạn có bận không? Ní nữ bạn yêu mắng mà? Ní nữ bạn yêu mắng mà?